Thánh Tông Di Thảo. Ngọc Nữ về tay chân chủ. Khi đã luống tuổi, Ngọc Hoàng Thượng Đế sinh một người con gái, mặt hoa da tuyết, thợ giỏi khó vẽ hết tinh thần, nét họa cung đàn mà tài giỏi không chỉ riêng nghề mạn. Nếu là một gã mày râu thì quyết đứng hàng đầu khoa giáp. Tuổi vừa đôi tám, tên gọi là Ngọc Tỷ. Ngọc Hoàng mới mở một lầu kén rể, biển đề là Đãi Phượng Lâu. Sơn Thần nghe tin, bụng mới bảo dạ rằng: núi là cao hơn hết mọi nơi, Phượng Lâu chúng tuyển, không ta thì ai? Ta mà lấy được Ngọc Tỷ thì sẽ coi như một vị Bồ Tát, ngày ngày đặt ngồi trên tòa sen mà cầu khẩn ngắm chơi. Ở nhà thì ta là chúa của điển thú, ra ngoài ta là phò mã của Ngọc Hoàng, tôn quý biết dương nào. Rồi cưỡi xe hiêu trắng đi thẳng lên cửa nhà trời. Thủy thần nghe tin cũng họp các loài thủy tộc rồi bàn rằng: nước chảy chỗ trũng, cái việc thường xưa nay, bình phong bắn xẻ, không ta thì còn ai? Nếu ta lấy được Ngọc Tỷ sẽ làm một cung bằng ngọc châu giữa bể, đem cho nằm trong màn giao cầm mà ngắm nghía, mà chăm sóc. Dưới nước thì các loài thủy tộc là thần thiếp của ta, trên trời ta lại làm chủ nhân của đế nữ, hiển vinh biết dương nào. Rồi cưỡi ngựa vẫy vùng, rẽ nước bay lên. Hai thần mới gặp nhau ở ngoài Ngọc Môn, song song tiến vào. Một người cao mà đen, một người thấp mà trắng, cùng lại trước sân, rồi song song cùng đứng. Thượng đế mới sai thị vệ truyền rằng: vậy hai vị ở đâu, họ tên là gì, đến đây có việc chi, phải nói cho minh bạch. Hai thần tiến lên xưng họ tên rồi nói tiếp: nghe nói bệ hạ mở lầu Đãi Phượng, hai tiểu thần đây tuy không có sắc đẹp chín vẻ, tiếng khen bảy đức, nhưng thủ đoạn cao cường, không kém gì Điểm Thái Bình ấy. Chỉ hiềm chưa hiểu nguyện ước ba sinh ra sao, ý định của bệ hạ thế nào mà thôi. Ngọc Hoàng giả bộ mới tươi cười rằng: trẫm ngự chỉ văn phương, hiện có một gái, nếu kén được một người tài thuật tương ứng, trẫm sẽ gả ngay cho. Hai người có phép thần diệu gì đều phải trổ tài cho trẫm xem. Sơn Thần nghe xong tức thì xua tay lên quãng không, chỉ vào cung khuyết ở trước mặt hoàng đế, rồi lập tức biến thành gò núi. Có ngọn lờ mờ như bích phong, mà có chỗ rõ ràng như quần ngọc, có chim bay đậu, rồi có thú lạ lại qua. Không phải nhích đi một bước mà cảnh tượng đã khác nghìn vạn lần. Một lan quỷ khóc thần sầu, núi reo hàng ứng, mà có hổ gầm gấu rồng, có thứ rắn mồm nuốt được voi to, có thứ chim cánh dương như mây phủ. Những người hầu chung quanh, tai nghe mà tựa hồ như không muốn nghe, mắt trông mà tựa hồ không dám trông. Ngọc Hoàng mới gật đầu rằng: giỏi, tài giỏi đấy. Rồi Sơn Thần lại cất tay xua một cái, cung khuyết lại y nguyên như cũ. Thủy Thần cũng thẻ lưỡi như phù, bỗng một vạn ngõ ngàn cửa biển biến thành biển. Rồi nước bạc vỗ trời, sóng to xoáy đất, sóng dâng một lớp, núi chìm ngập đinh ngàn tầm. Rồi côn nhảy 3000, nước dựng như trăm cây thước, hoặc phun lửa như lá cờ, hoặc vuốt râu thành cơn mưa. Một lát thì cá rồng vắng vẻ, buồm gấm hoa, bay lượn cung trăng, mây sắc bao che. Cung bồng lai lờ mờ mặt nước, rồi tiếng hát, âm rộn nhịp, rồi giọng ca nữ véo von. Tai nghe phương nào cũng có tiếng hát, mắt nhìn vật gì cũng có sắc đẹp, trong khoảnh khắc mà biến huyễn thành muôn hình trạng. Ngọc Hoàng cũng gật đầu nói: giỏi, tài giỏi. Thủy Thần lại lè lưỡi như phù, rồi cửa ngõ y nguyên như cũ. Ngọc Hoàng lấy làm vui lòng, sắc cho hai thần ngồi chiếu bên tả, ban trà cho uống. Hai thần lúc này đang vẻ đắc ý thì chợt thấy ngoài cửa lại có một người tiến vào. Người ấy dáng rồng bước hổ, mắt thuấn mày nghiêu, có vẻ tính trọng như núi, mà có lượng hàm như biển, và đứng sừng sững ở dưới trước sân. Thì về quá to rằng: đây là chốn tôn nghiêm, hạ người nào mà là tại sao lại không sụp lại? Người ấy chắp tay thưa rằng: dạ Phượng Lâu ứng tuyển, nào phải là nghi lễ chốn triều đình, mắt xẻ chưa xuyên, đâu dám vội làm lễ chào ông nhạc, xin Ngọc Hoàng hãy khoan thứ cho. Ngọc Hoàng nghe nói lấy làm lạ, cho ngồi chiếu bên hữu, khoan thai bảo rằng: hai vị ở chiếu bên tà đều là người ứng tuyển vào lầu Phượng, giang sơn đã đẹp, nghệ thuật lại cao, thực là người thứ nhất trong thiên hạ.
Khách quý giường đông, phi người ấy thì còn ai? Người có tài năng gì mà dám đến tranh với người ta? Chớm đây rất buồn cười, nhà ngươi là con người bất trí đấy. Người ấy ung dung đứng lên nói: Bệ hạ nhầm rồi, quỷ thần ở núi sông chỉ là một vật ở nơi đó thôi. Múa trí khoe tài sao đáng đếm xỉa trong vòng trời đất? Sao không xem ngồi cao vời vợi mà những người chiêm ngưỡng chỉ sợ đi sau? Biển lượng bao la mà những kẻ lại trầu tranh nhau đến trước. Tài trí trong thiên hạ đều là tài trí của một người. Núi đúc khí thiêng mong được tận trung mọi việc. Sông theo dòng lớn đầu không hiếu thuận một niềm. Tháng hoặc thò nấp ở trong núi, khinh múa ngoài khơi, thì sai người văn thần trọng vọng, cử người võ tướng lược thao. Bảy trận theo thế rắn thưởng sơn, hành quân như nước dòng sông Giang Hán. Núi có thể bạt đi mà gò có thể san bằng. Nước lớn có thể bắt lui, sông to có thể cắt đứt. Bấy giờ sông yên núi vững, chỉ thấy một vẻ thanh cao. Thái Sơn Hoàng Hà ghi thời đế lệ, ngũ nhạc tứ độc giữ lễ công hầu. Bước lên núi cao tỏ lòng chung với trời, mà oai trùm biển rộng, nào ai dám chống? Thiên tử thì trị bên ngoài, hoàng hậu thì trị bên trong. Hải vật sơn hào thưởng những vị quý ngon trong thiên hạ. So với bọn một gáo nước đã khoe nhiều, một nắm đá đã khoe lớn, khác nhau biết chừng nào. Ngọc Hoàng mới đẹp lòng, giơ tay nói: Giai tế, nếu người không nói ra, chấm sẽ bị những kẻ khoe khoang làm mê hoặc. Hai người ở bên tả nghe thấy thế, ngẩn ngồi người một lát, rồi bỏ cả xe ngựa lẻn về, không dám bàn việc hôn nhân nữa. Lời bàn của Nam Sơn Thúc: Có dao đầy bãi, hình như con rùa đội mai, khe thẳm một hang, tựa hồ ngọc trai ngậm ngọc. Ôi, con gái nào không phải là con gái? Thế mà Sơn Thần khoe khôn, Hà Bá khoe giỏi, chung quy không ai được, chỉ vì lấy thuật bịp người thôi. Khi nghe lời nói của chân chủ, không những cao hơn hai thần kia, mà sau cùng lại có câu: Hoàng hậu chỉ bên trong, thường những thức quý ngon trong thiên hạ. Bấy giờ lòng kén rể của Ngọc Hoàng mới quyết định. Câu nói long mạch đi ngàn dặm mà kết huyệt chỉ một điểm, đúng như ý nghĩa của bài này. Thánh Tông Di Thảo, chuyện hai thần hiếu đề. Ở Sơn Bắc có Nguyễn Tử Khanh, cha mẹ mất sớm, chỉ có một người anh. Khi lớn tuổi, anh đã và chị dâu đều mất cả, để lại một cháu. Tử Khanh coi như con. Nhà tuy túng thiếu mà gia đình vẫn hòa mục như thường. Ba đời theo học nghiệp, chưa có thành tiểu đỗ đạt gì. Khi ấy Tử Khanh đã 47 tuổi. Một hôm đi ra có việc buổi chiều mới về. Giữa đường gặp cơn mưa to gió lớn, bất đắc dĩ phải trú ở một ngôi miếu giữa đồng. Lại sợ đồng không mông quạnh, trộm cướp qua lại, mới cuốn chiếc chiếu vào mình, rồi lẻn nằm im dưới gầm sàn trong miếu. Mưa trời người rét, không thể chợp mắt được. Đến nửa đêm thì mưa tạnh gió yên, bóng trăng lờ mờ. Tử Khanh bỗng thấy trong miếu đèn lửa sáng trưng, có bảy bánh trái hoa quả, lại có năm người đội mũ vàng đi hia theo từ ngoài cửa bước vào, lần lượt ngồi có thứ tự. Tử Khanh ở gầm sàn nhìn trộm, thấy rõ ràng có anh mình ở đấy, bụng mới hiểu là thần, mới ngồi yên để xem ra sao. Một lát người ngồi trên bệ nói: Này, trong tiệc rượu phải làm thơ cho vui, uống rượu theo thứ tự, ai không làm được chúng ta cũng bắt phạt. Mọi người đều bằng lòng. Một người mới ngâm trước: Một tung lại một hoành, chữ thập rất phân minh, cuối chữ thêm một nét, chữ thổ đâu hiện hình. Rồi một người lại ngâm theo: Một tung lại một hoành, chữ thập rất phân minh, đầu chữ thêm một nét, chữ can đâu hiện hình. Rồi bốn người cùng nhìn nhau cười rằng: Tựa hồ không hợp thức, nhưng tạm cho là được. Thứ ba lại đến anh mình ngâm theo: Một tung lại hai hoành, chữ can rất phân minh, quế chữ thêm một nét, chữ vương đâu hiện hình. Rồi người thứ tư lại ngâm theo: Một tung lại ba hoành, chữ vương rất phân minh, đầu chữ thêm một nét, chữ chủ đâu hiện hình. Rồi sau cùng một người ngâm theo: Một tung lại một hoành, chữ chủ rất phân minh. Đọc hai câu rồi không đọc tiếp nữa,
Bốn người mới cả cười, xúm lại rót rượu phạt. Tử Khanh ở gầm sàn, không ngờ nghe cũng ngứa nghề, đọc tiếp hộ người ấy rằng: bên chữ hạ một nét, chữ ngọc đâu hiện hình. Cười anh nghe đọc rồi ngẫm nghĩ rằng: quái lạ, tiếng ai sao giống tiếng em ta thế? Vội gọi: Tử Khanh, em ta đấy ư? Tử Khanh ở gầm sàn tức thì chạy ra ôm anh khóc òa lên rằng: ôi, anh đi đâu để em cô đơn hơn 20 năm nay, chỉ những khóc thầm thôi. May sao đêm nay lại được trông thấy anh. Cháu Hiền đã trưởng thành, em xin anh theo anh đi. Bốn thần kia thấy thế, lần lần biến đi hết. Anh mới bảo em rằng: đây là chỗ ngẫu nhiên đến chơi thôi, nên về chỗ anh để ở đó nói chuyện. Rồi dắt tay nhau ra cửa miếu, cưỡi xe mây đi chừng nửa khắc, tới một nơi. Thấy mấy tòa lâu đài, xuống xe cùng vào. Khi đã ngồi yên, anh mới bảo em rằng: sau khi anh chết, Thượng Đế thương tình anh trong đời sống, thờ cha mẹ không phạm lỗi gì, mà tiền thân lại không có lộc vị, nên phong làm thần ở Sơn Âm. Chỗ này là đền thờ anh đấy. Anh lại thường được xem sổ đỏ ở Nam Tào, thấy em thờ anh như cha, nuôi cháu như con, tình hiếu ái như do, tấm lòng thành thật, nên cũng được phong làm Sơn Thần Sơn Dương, ngàn thu khói hương và muôn năm cúng tế vậy. Tử Khanh nhân hỏi rằng: thế các thần hội họp làm gì? Anh nói: năm nay gặp khoa thi hương, hôm qua thiên đình treo bảng, các thần lên xem, ngẫu nhiên gặp nhau thôi. Em lại hỏi: khoa này em và cháu có ai đỗ không? Anh nói: người hầu hạ ngay bên cạnh, tai mắt rất nhiều, thiên cơ sao dám tiết lộ. Vả lại anh em mình dẫu là chí thân, nhưng âm dương cách biệt, chỉ nên tạm ngồi với nhau trong chốc lát, không nên ở lâu. Em phải về ngay. 10 năm sau tháng riêng, đúng ngày thượng nguyên, hai miếu thở đối nhau, mà giờ đi lại trò chuyện còn nhiều. Đoạn rồi bảo quân hầu lánh ra ngoài, cởi cẩm nang ra, lấy 2 phong thư trao cho Tử Khanh, rồi dặn rằng: cùng mình em vất vả, anh cũng không thể làm thế nào được. 3 tháng nay hết sức mưu toan, chỉ có thể giúp cho cháu thành danh thôi. 2 phong thư này em nên giấu kỹ, đợi đến 3 ngày trước khi vào trường thi, xem chữ ghi ở trên, bắt cháu học thuộc lòng, và có thể đỗ nhỏ đấy. Luật trời rất nghiêm, nếu để lộ cho người ngoài biết, thì hai bên đều bị tội nặng lắm. Dặn xong liền gọi: Nguyên Anh, Nguyên Anh, thắng xe Vân Bình, cưới gió nhẹ tênh, tiến chân Tử Khanh. Tử Khanh mới khóc lại từ biệt. Khi trời sắp sáng, không thấy Nguyên Anh đâu, mà mình đã đứng trước cửa nhà cũ rồi. Tử Khanh mới gõ cửa vào nhà, không tiết lộ việc ấy với ai. Đến kỳ thi thì nhất nhất làm theo lời anh dặn. Quả nhiên khoa ấy, người con của anh đỗ tú tài. Gia tư từ đấy cũng dần dần trở nên giàu có. Đúng 10 năm sau, vào hôm trước ngày thượng nguyên, gọi cháu tới nói rõ chuyện ấy, rồi xong thì tắt, nghỉ. Đến nay ở núi Vũ Ninh, 2 đền thờ người họ Nguyễn Sinh vẫn còn linh ứng. Lời bàn của Nam Sơn Thúc: đạo hiếu để đối với người rất quan trọng. Thánh Vương dùng người, lấy hiếu để làm gốc. Quỷ thần được đời sau thờ cúng, cũng vì có đạo hiếu đễ. Kìa những kẻ bất hiếu, bất đễ, sao không trong chuyện này mà làm gương? Thánh Tông Di Thảo, chuyện trồng dê. Làng Thanh Khê có người đàn bà quá chồng, sinh được 2 con gái. Người em đã đi lấy chồng, người chị ở nhà. Đến năm 19 tuổi thì mẹ mất. Tin nhạn rất nhiều, nhưng cô ta đều khước từ. Vì nhà không có ai trông coi và không thể đổi tang phục đi lấy chồng được, phải đợi 3 năm hết tang phục mới dám nói đến chuyện hôn thú. Làm ma mẹ xong thì mượn tiếng đến nương nhờ người chú họ. Kỳ thực là rời đi một nơi xa hơn, khâu vá kiếm ăn. Thường mỗi ngày 2 buổi cúng cơm, khóc lóc rất thảm thiết. Tuần trăng ngày cũng thế, ngày dỗ đầu và ngày dỗ hết tang cũng gào khóc như thế. Tiếng khan người gầy, ai nghe tiếng hoặc trông thấy dáng đều khen là người có hiếu. 3 năm hết tang, gặp ngày thanh minh, người con gái mua giấy tiền đi tảo mộ. Rồi thầm nghĩ: ngày tháng thoi đưa, phút chốc mẹ đã khuất mặt vắng lời,
chỉ thấy cỏ xanh một nấm, không biết linh hồn nương tựa vào đâu, đau đớn biết giường nào. Rồi lại nghĩ, năm nay mình đã 21 tuổi, con gái khó lòng ở một mình, vườn xuân rồi sẽ có chủ, thì ngày này năm sau biết ai là người ra mộ cúng bái. Thương cảm xiết bao, lo buồn trăm ngà, thổn thương không nói nên lời, chỉ sợ sụt sùi trước mộ đến khi mặt trời lặn mới ra về. Giữa đường thấy một con dê lông trắng như tuyết, không hiểu là dê nhà ai lạc đàn. Dê thấy cô gái đi qua thì bám theo từng bước, xua đuổi cũng không chịu đi. Đến nhà dê vào ngay trong buồng. Người con gái cũng ưa dê có bộ lông đẹp, cắt lá che cho ăn. Tính nó rất là sạch, hàng ngày ăn xong lại đi tìm chỗ cao ráo mà nằm. Đêm thì nằm phục trong buồng. Bỗng một đêm dê hóa thành một chàng trai, lên thẳng giường ngồi. Người con gái ngạc nhiên, có ý hoảng sợ, chạy trốn dưới gầm giường, rồi hốt hoảng nói. 4 tháng nay quả thực là dê, sao một đêm đã hóa thành người? Ma quỷ chăng hay là yêu tinh? Người con gái vốn tính đứng đắn, toàn cầm cái thước may ở giường chạy ra lại đánh. Thì chàng thong thả nói rằng, ta không phải là ma quỷ, cũng chẳng phải là yêu tinh, mà chỉ là một viên quan đánh xe cho Ngọc Hoàng. Không may trượt chân đánh vỡ viên ngọc sa kim, Ngọc Hoàng mới nổi giận đẩy xuống hạ giới 10 năm, hết hạn mới cho phục chức. Còn nhớ ta cùng nàng thường gặp nhau ở Hạnh Hoa Viên, vốn có duyên cũ nên đổi lốt dê trắng để theo về, việc gì mà phải sợ. Người con gái nghe nói thì chừng như tỉnh ngộ, nhìn lại chàng trai thì thấy người đẹp vô cùng, dù tống ngọc vin hoa, phan lang ném quà cũng không sánh kịp. Tỉnh trong như đã, liền bảo người con trai rằng, tiền thân chẳng ai biết đâu, nhưng hiện nay nếu người ngoài biết được thì chả hóa ra là tấm thân băng ngọc này chỉ một đêm đã nhơ nhuốc hay sao? Ví vọng thật có duyên xưa, sao không hiện hẳn làm người? Năm lễ đã xong thì trăm năm sum họp, cớ gì ngày làm súc vật, đêm làm vợ chồng? Giả sử có nghén sinh con thì chồng dê lại đẻ con dê, chả bỏ làm trò cười cho thiên hạ. Chàng trai mới cười mà rằng, ta đây là tinh vật, nàng là chúa hoa, người trời lấy nhau giao cảm bằng tình, há như người trần, giường chiếu chưa yên, đã sinh năm đẻ bảy. Nghe lời chàng nói, nàng mới lân la lại gần. Con gái quá thì lại gặp người tiên cõi đất, mối tình đằm thắm, ví với người thường gấp đến mấy lần. Đúng thật là, nghiêu nữ cách năm vui thất tịch, uyên nương gác cổ ngủ yên lành. Hai người gối nhau mà nằm, trời gần sáng chàng lại hóa nguyên hình dê trắng, cứ như thế trong khoảng 3 năm. Người con gái từ khi chịu tinh khí của vật khâu vá ngày một dẻo, mà dung nhan ngày một đẹp lên. Trai tần đưa mối ngày càng nhiều, nhưng nàng đều nói tránh là ở vậy đến già để phụng thờ cha mẹ, quyết không lấy ai. Có kẻ dùng đủ trăm phương ngàn kế để đánh lừa, nhưng đều không làm gì được. Lúc ấy trong làng có gã thiếu niên muốn hỏi nàng nhưng không được. Đang đêm lên đến toan đường cưỡng bách, nhưng nhìn thấy nàng đang cùng với chàng trai ngồi đối diện. Gã cho là gian phu, trong lòng tức tối, muốn nhân thể lập thế, vội về đem người đến bắt. Chẳng ngờ khi đẩy cửa vào thì chỉ thấy người con gái với một con dê. Gã thẹn mặt ra về. Bỗng một đêm thì người chồng dê một mình ngồi mãi không chịu đi ngủ, có vẻ buồn rầu. Người con gái mới gặng hỏi thì chàng trả lời, ta đây vốn mong đoàn tụ với nàng trong 30 năm, đợi khi nàng xương mát khí thanh rồi thoát hình tục hóa mà bay lên, vui hưởng cảnh trời mãi mãi. Nào ngờ sau khi ta bị đày đi, Ngọc Hoàng nghĩ đến ông tổ ta có công với Kinh Xuân Thu, nên khoan thứ cho con cháu, nên cứ một năm tính là 10 năm. Tính ra 36 tháng thì mãn hạn 30 năm. Kể từ đêm nay là đêm thứ nhất, đêm mai là đêm thứ hai, đến đêm thứ ba là đêm vĩnh biệt. Mà sắc trắng lông mềm không bao giờ lại nằm trong sân hoa nhà nàng nữa. Tuy trên trời có vui thật, nhưng mối tình vương vấn thì làm sao mà quên được, nên ta rất buồn. Người con gái cầm tay chàng khóc rằng, thiếp nghe chàng nói đến tiền duyên nên cam chịu tiếng bất chính. Đến nay 3 năm rồi, thiếp vẫn một lòng một dạ mong được ở với nhau 100 năm, trên báo ơn sinh dục, giữa kết nghĩa gối chăn. Nếu chàng bỏ thiếp mà đi, thiếp tái giá thì mang điều thất tiết, ở vậy thì khó giữ được mình. Đã không giữ được trọn đời thì thà đem hồn đi cùng với chàng. Nàng liền gieo mình vào trong lòng chàng trai,
hơi thở chỉ còn thoi thóp. Chàng trai mới băn khoăn hồi lâu, rồi nâng nàng dậy, ghé tai gọi gấp. Một lát người con gái tỉnh lại, chàng trai mới bảo rằng: "Để ta nghĩ kỹ, hoặc có thể sum họp với nhau được chăng? Sao vội tủi hận quá như thế? Vì mệnh lệnh của Ngọc Hoàng rất ngặt, ta không dám mở lại. Nhưng từ nay, nếu nàng có nhớ tình xưa, thì trong lúc nhà kín đêm vắng, ngửa mặt lên trời mà khấn rằng: Hỡi chàng tiên lại đánh xe, nồi hoa chàng đổi lốt dê lạc đường. Tầng mây kia hẳn quê chàng, mây tuôn mù mịt, lòng càng nhớ thương. Hãy về từ tạ Ngọc Hoàng, tình xưa nghĩa cũ, giờ gian sao đành. Khấn ba lượt thì ta đến." Dặn xong móc túi lấy ra một viên thuốc cho nàng uống, rồi chớp mắt không thấy đâu nữa. Nàng không biết làm thế nào, chỉ ngồi nuốt nước mắt. Nhưng mỗi lần đọc lời khấn đều thấy hiệu nghiệm. Qua 4 tháng nàng ốm, biết thế không thể khỏi được, nàng mới gọi cho chú họ bày tỏ sự tình, xong thì tắt nghỉ. Đến hôm đưa đám, người ta nghe trong quan tài có tiếng nhảy nhót, khiêng lên không được. Mở cửa ra xem thì thấy một con ngỗng vàng mỏ ngậm cành hoa bay lên trời. Trong quan tài chỉ còn lại quần áo và mấy cái xương tục cốt mà thôi. Lời bàn của Nam Sơn Thúc: đọc truyện trồng dê mới biết trong khoảng trời đất hết thảy giống bay, giống lặn, giống chạy, giống náu đều là vật mà không phải là vật. Những giống ấy hoặc là duyên xưa chưa hết, hoặc là vì oán cũ chưa tan, có khi đội lốt để tìm nhau, có khi thoát khỏi hình biến hóa. Kìa, như chim xanh, sứ giả vương mẫu, lợn đen hậu thân tần cuối, rồi hạc lạnh uy, cá bạch long, những chuyện ấy xưa nay vẫn có. Ta nên lựa tâm mà xét kỹ, không nên coi giống vật là vật.